chào quý vị và các bạn. Sáng nay, thủ đô Hà Nội đã đón không khí lạnh tăng cường sớm với biểu hiện là những cơn mưa rào nhỏ xảy ra đúng thời điểm người dân bắt đầu ngày làm việc và học tập. Mưa ướt, giá rét, sự bừa bộn của các công trường xây dựng cuối năm và tâm lý vội vã những ngày cận Tết khiến cho nhiều tuyến đường kẹt cứng, người dân phải đứng chôn chân trong tiết trời mưa rét hàng giờ liền, cảm giác lại càng sốt ruột hơn. Không chỉ thủ đô Hà Nội, hôm nay không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc còn gây ra mưa nhỏ rải rác cho toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Bộ. Từ đêm nay thì nó sẽ gây ra quá trình giảm nhiệt mạnh mẽ trên toàn khu vực, khiến cho trời chuyển rét đậm, rét hại. Ngày mai nhiệt độ thấp nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 9 cho đến 12 độ. Thậm chí vùng núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ còn tụt xuống rất thấp từ 1 cho đến 3 độ. Ban ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, ghim giữ nhiệt độ luôn duy trì ở mức thấp. Cao nhất trong ngày cũng chỉ tăng lên mức từ 13 đến 16 độ. Vào ngày 6 tháng 2 thì mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ lên, nhưng mức độ tăng rất chậm và trời tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến dưới 15 độ. Phải đến ngày 7 không khí lạnh ổn định rồi suy yếu nên nhiệt mới tăng và rét đậm mới chấm dứt. Cụ thể như tại thủ đô Hà Nội, trong hai ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 2, nền nhiệt hầu như không thay đổi, vẫn giữ ở mức thấp nhất về đêm khoảng từ 11 cho đến 12 độ, và ban ngày thì nhiệt độ không vượt quá ngưỡng là 15 độ, trời rét đậm. Nhưng sang tới ngày mùng 7 tháng 2, khi mà mưa dứt trời tạnh ráo hơn, thì đồng thời nền nhiệt cũng nhích nhẹ lên mức từ 12 cho đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì thủ đô Hà Nội có khả năng chấm dứt rét đậm từ ngày mùng 7 tháng 2. Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa với lượng còn nhiều hơn cả miền Bắc. Cùng với tình trạng mưa rào thì vào ngày mai, nền nhiệt tại miền Trung cũng giảm đi khá mạnh. Trong đó, đáng lưu ý, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa và vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh cũng xảy ra tình trạng rét đậm có nơi rét hại. Từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng 20 độ. Còn lại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến tận Bình Định, người dân cũng sẽ cảm nhận tiết trời chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất dưới 25 độ. Đồng thời, gió đông bắc ngoài khơi Trung Bộ cũng hoạt động mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, gây ra tình trạng biển động sóng cao trên 3 mét và không thuận lợi cho các hoạt động ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân ở miền Trung. Phải từ ngày 7 tháng 2 thì tình trạng mưa rét và gió mạnh mới giảm dần. Trong khi đó, lui sâu xuống phía Nam, trên đất liền các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ thì trời lại phổ biến là ít mưa và ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày khá cao, tiếp tục đạt mức từ 27 đến 30 độ, nên khá thuận lợi cho các hoạt động hong phơi nông sản của bà con nông dân. Những ngày sắp tới, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì kiểu thời tiết điển hình trong mùa khô ở khu vực này. Trời không mưa, ban ngày có nắng, với nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Nhìn chung, thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho người dân dọn dẹp, tân trang nhà cửa, cũng như là các hoạt động mua bán thông thương. Tuy nhiên, thì bà con cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cháy nổ trong những ngày giáp Tết khô hanh này. Trên biển, tại tất cả các vùng biển, trời phổ biến là tạnh ráo không mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên trong hai ngày sắp tới, gió đông bắc tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, sẽ mạnh trở lại với mức cấp 6, có lúc cấp 7 gây biển động, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Phải sang ngày 7 thì gió các khu vực trên mới bắt đầu hoạt động giảm dần. Như vậy là thời tiết tại các tỉnh miền Bắc sẽ chìm trong rét đậm rét hại trong hai ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 2, sau đó thì trời sẽ ấm dần. Chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trong 3 ngày tới sẽ khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.